Cây cảnh giá rẻ. Xin chào anh em. Anh em ơi, với nay phải nhờ anh em cứu giùm cái ca này về. Nó khó chuyển thế quá anh em ơi. Bây giờ không biết chơi cái thế nào đây nữa. Một gốc mai mà nó mọc sao mà nó rất là dị. Nó nằm dị trên cái hốc đá luôn nè anh em. Nó rễ thì bao la rồi mà cái rễ nó sắp đặt, nó chia rất là quái gở. Đây có cây này hoành 66, 65 lên ba chi mà đó, lên ba chi nè anh em, mà cái rễ nó như chữ M vậy. Nó phân bố cái rễ lớn, cái rễ lớn nó nè to lắm anh em, cái rễ này to lắm. Cái rễ này hoành 40, cái rễ này hoành 40 á, nó đi theo xuống xong nó co hết đây luôn. Rồi một cái rễ lớn bên đây cũng hoành có 40 á, nó xuống rồi nó qua đây. Dạ này có rễ này nữa giống như chữ M vậy nè, khá là quái quá, không biết sở đường nào. Google em thì hay đi giật lật lên để chơi theo chữ M để mình, như phần đầu nó nghiêng về một bên nó không khó, nhưng mà lật lên phần đầu nó nghiêng về, nó nghiêng hẳn một bên luôn. Đánh cái tàn cũng hơi kỳ kỳ, mà ý em là muốn gọt hai chi này bo phần này lại để sau này mình đánh chi dựng lên theo chữ M, mình chơi thành một cục ngu dốt. Nó có hình cũ hoành 66 gì nè. Cái này chắc nhờ anh em phải tư vấn giùm à, để quay cho anh em xem. Cái này rễ thì hỡi ơi, hầu như là nó lấy toàn bộ rễ nó rồi. Quá trời rễ. Rễ khủng khiếp luôn. Nè, bên đây có một rễ nhỏ thả xuống rồi nó gom hết bên đây. Bầu zin 100% luôn. Để mình quay toàn diện anh xem, anh em nghiên cứu giùm cái cây này. Nếu mà mình trồng thế này á thì cũng được, tại mình nhanh chơi hơn. Cây này năm sau chứ có bông này, bầu zin mà. Để gì trồng thì nó ok rồi. Cây mạnh luôn. Có cái rễ này nó quái thiệt chứ. Rồi, nhờ cả nhà tư vấn giùm em nha.